Xin chào thầy nghe, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thầy Ngọc sẽ cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm Ferrique Quantum Classic Index. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có thiết kế đờm mi vàng hồng rất đẹp và sang anh em nhé. Dòng sản phẩm Classic Index là một dòng sản phẩm được đánh giá rất là cao của thương hiệu FC về thiết kế. Nó sẽ có thiết kế đơn giản, tinh tế nhưng vô cùng thanh lịch và sang trọng. Nếu anh em đang tìm kiếm chiếc đồng hồ nào đó có thể đi theo với anh em trong các sự kiện nào đó cầm chiếc lịch sự, trang trọng, tinh tế và nhã nhặn thì cái dòng sản phẩm Classic Index này là một trong lựa chọn rất là hoàn hảo cho anh em. Thì trước khi đến kia hôm chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì rất mong em dành một chút thời gian khoảng 1-2 giây thôi. Mình ấn nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ thông báo cho anh em. Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc đồng hồ nào bên cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc FC Classic Index trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc FC hôm nay thưa các bác là một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp, sổ, thẻ, có phụ kiện đi kèm cho anh em. Chiếc này thì sẽ có mặt màu trắng, kim một cọc số được mạ PD vàng hồng và cái thiết kế kiểu này thì anh em hay gọi là thiết kế đờm mi vàng hồng. Thân vỏ bên ngoài thì chúng ta sẽ được mạ PD vào vàng hồng anh em nhé. Và cái nước mạ này cực kỳ là dày dặn, màu sắc sáng và đẹp. Ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy dòng chữ GP10 này. Cái độ mạ thông thường của chiếc đồng hồ thông thường, độ mạ của nó sẽ chỉ nằm trong mức khoảng 4 đến 5 micromet thôi. Tuy nhiên thì với chiếc FC này chúng ta thì sẽ có độ mạ lên độ dày lên đến 10 micromet, tức là so với bình thường nó sẽ dày gấp đôi. Đó là một trong ưu điểm của nước mạ này và cực kỳ bền màu anh em nhé. Dây chúng ta sẽ làm được chế độ là dây da và được làm màu nâu. Anh em thấy nâu khá là sáng màu, vân đốt tre mặt đằng trước. Khóa chúng ta một khóa xiên, đây là thiết kế kinh điển và quen thuộc của dòng Classic Index này. Mà sau dây màu đen đáy kín, đó những thiết kế cực kỳ quen thuộc của dòng Classic Index. Cầm chiếc FC này trên tay thì cảm giác đầu tiên là về trọng lượng thì chiếc này sử dụng phần dây da cho nên là trọng lượng của nó ở mức rất là vừa phải. Anh em đeo sử dụng hàng ngày như là vít lách, cọ máy hay là vùng cánh tay thì rất là thoải mái. Tiếp theo nữa thì cái thiết kế và độ hoàn thiện thì nó mang đến cảm giác cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Thêm nữa thì ở đây chúng ta sẽ có được là cái thiết kế cần thân vỏ đường kính nó rất là vừa phải với kích thước chỉ quanh khoảng 40mm thôi, cực kỳ gọn gàng khi mà anh em đeo đồng hồ trên cổ tay. Anh em tìm kiếm chiếc đồng hồ nào đó thiết kế sai mặt vừa phải, độ dày vừa phải và thử sử dụng dây da mang đến cái nét mềm mại tinh tế và hơi một chút thư sinh thì chiếc đồng này chúng ta sẽ chọn cực kỳ hoàn hảo cho anh em. Về mã sản phẩm thì hôm nay sẽ có mã là FC303NV5B4, các thông tin cơ bản là máy automatic này, mạ màu vàng hồng RGB. Chúng ta sẽ có cái đồng hồ chống sốc tốt, mức chống nước 5 ATM và dây da Little Strap đẹp anh em nhé. Thiết kế chiếc này thì mặt màu trắng và nổi bật anh em nhìn thấy là cái kim dây sẽ được làm màu xanh dương và cái màu xanh này cực kỳ là sáng màu, nhìn rất là bắt mắt. Nó những kim dây nó trôi mượt mà với cái tần số động 28.800 của máy anh em thấy không? Kim xanh này nó nhìn nó mướt phết. Ok, thì dùng kỹ hơn đến thiết kế chiếc này thì chiếc FC303 này chúng ta sẽ sử dụng phần thiết kế phần mặt được làm dạng vân nhũ cát anh em nhé, vân nhũ cát chứ không phải vân trơn. Anh em lưu ý một chút là vân nhũ cát. Ở bên ngoài thì anh em phải quan sát kỹ hơn, ở trong video này để em quay nó ánh sáng hơi yếu một chút, anh em đã không nhìn rõ được cái vân nhũ cát này. Nhưng bên ngoài thì nó sẽ có vân nhũ cát, thì cái phần mặt đồng hồ, mặt số nó cảm giác rất là mềm mại, tinh tế và cực kỳ sang. Tiếp theo nữa thì vành Antorim giây phút thì hãng sẽ thiết kế màu đen và để vòng ngoài cùng. Đấy. Cọc số chúng ta sẽ cọc số dạng vạch với góc 12 giờ cọc vạch đôi, các con số lại chúng ta sẽ cọc vạch đôi bình thường. Và anh em lưu ý một chút này, đầu các cọc số chúng ta sẽ có đầy đủ các cái chấm dạ quang sẽ giúp anh em theo dõi giờ và chỉnh giờ cho điều kiện thiếu ánh sáng. Và anh em thấy đầu thân các cọc số này nó cũng sẽ có những cái điểm dạ quang nữa. Đấy, dạ quang rất là đầy đủ luôn. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có logo của hãng Ferrique Quantum Geneva ở góc 12 giờ, góc 3 giờ chúng ta sẽ có một cái lịch ngày. Phía dưới góc 6 giờ là dòng chữ automatic, máy cơ tự động. Ở dưới cọc số có 6 giờ này anh em vẫn sẽ có dòng chữ switchback quen thuộc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Một kim hiển thị thì kim dây thanh mảnh trơn mượt mà trên mặt đồng hồ này. Kim giờ và kim phút chúng ta sẽ làm dạng lưỡi dao. Đấy, lưỡi dao và thân kim cũng sẽ có dạ quang mạ PD vàng hồng và đánh bóng. Dạ quang ở chiếc đồng hồ này khá ổn đấy anh em nhé. Với một chiếc Rolex thông thường thì dạ quang năm nay được đánh giá khá là cao đấy. Đây. Đấy, khi anh em nhìn thấy là chúng ta soi ánh đèn vào chúng ta sẽ nhìn thấy dạ quang cọc số đầy đủ này. Dạ quang kim này. Đấy, rất đầy đủ luôn, anh em có thể thoải mái theo giờ trong điều kiện thiếu ánh sáng của con này. Mặt đồng hồ thiết kế vô cùng đơn giản, tinh tế và thanh lịch, ba kim một lịch, nó rất phù hợp với thiết kế của cái tên là Classic. Kính sapphire khối chống xước, anh em hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng, chắc không lo mặt kính ta gặp bất kỳ vấn đề gì. Và đây là kính sapphire khối phẳng. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài được làm từ chất liệu thép không gỉ 316L, mạ PVD màu vàng hồng và đánh bóng toàn bộ, nó tạo nên cái màu sắc sáng đẹp và nhìn cực kỳ sang, bắt mắt, đặc biệt là khi có ánh sáng chiếu vào. Núm chỉnh góc 3 giờ có logo của hãng và phần núm này giúp anh em chỉnh giờ lên ngón tay và chỉnh lịch ngày của đồng hồ. Nước mạ này anh em nhìn thấy dòng chữ GP10 như đã nói nhá, ở bên dưới này chúng ta dòng chữ GP10, cái độ mạ dày 10 micromet và logo của FC đây. Rất là đẹp. Nhìn chiếc đồng hồ này cực kỳ ưng mắt anh em nhé.
Về thông số kích thước thì hãng đưa ra thông tin sai mặt của em này là 40mm. Thì em sẽ đo thử cho anh em một chút này. Chiếc này chúng ta là khoảng 40mm anh em nhé. Độ dài mặt số của em này thì rơi vào tầm khoảng 10 thôi, 10mm, 10mm, cực kỳ là mỏng. Và độ dài mặt số lắc to lắc nó sẽ rơi vào tầm khoảng 47. Thì với cái thông số kích thước này, anh em trung vi của tay chỉ cần khoảng tầm 15.5 là anh em thể đeo đẹp được chiếc này. Ví dụ tay của em là 15.8. Khi mà anh em thấy em đeo lên tay chiếc đồng hồ này, nó cực kỳ vừa vặn và đẹp mắt luôn. Đó, anh em nhìn thấy rất là vừa vặn đẹp này. Đó, độ dài cực kỳ tuyệt vời, chỉ độ dài 10mm thôi, cho nên đeo lên tay rất là gọn. Anh em chỉ cần tay từ 15.5 đến khoảng 17cm thì anh em đeo chiếc đồng hồ này sẽ cực kỳ lý tưởng. Còn đồng hồ này thiết kế theo phong cách classic cổ điển, anh em thể kết hợp áo vest, áo sơ mi để đi làm hoặc là đi chơi cà phê cà pháo, anh em thể đeo được với em chiếc đồng hồ thiết kế trọng lượng nhẹ như này. Dây chiếc này chúng ta sẽ có dây da và chúng ta sẽ nhìn thấy là dây vân đốt tre mặt đằng trước này, màu nâu được làm cực kỳ sáng màu, được đường chỉ may ở đây hoàn thiện cực kỳ tuyệt vời. Những cái lỗ cài dây rất là đều đặn này. Bên này tương tự. Khóa thì với dòng classic thì chúng ta sẽ có khóa xiên và có logo của hãng. Khóa sẽ được mạ PD vàng hồng và đánh bóng. Cái khóa xiên này thì nó sẽ giữ dây không tốt bằng khóa bướm. Tuy nhiên về cái độ đeo ôm tay và sử dụng thì nó sẽ dễ hơn so với lại cái phần khóa bướm anh em nhé. Khóa bướm thì nó mang cái nét hiện đại hơn, còn khóa xiên thì nó sẽ đậm chất cổ điển. Mặt sau dây chúng ta sẽ làm màu đen. Ở đây chúng ta size dây 20, chất liệu dây da thật, logo của FC và size dây 20. Khóa mặt sau. Đáy chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có đáy ở kín, đấy là một thiết kế quen thuộc dòng Classic Index và toàn bộ phần thân vỏ bên dưới cũng sẽ được mạ PD màu vàng hồng. Ở bên ngoài chúng ta có các thông tin cơ bản như là Fairway Content là tên hãng này, tên dòng sản phẩm Classic này, mức chống nước 5 ATM này, kính Sapphire này, mã máy, mã phần cây Switchback và dòng chữ Switchback. Thì chiếc này chúng ta sẽ sử dụng bộ máy FC 303 thì nó sẽ được bay dựa trên dòng máy SVK200. Máy của chúng ta sẽ có 26 dàn kính, tần số động 28.800 và tích có thời gian khoảng 40 giờ. Máy đều đủ chức năng từ lên có tự động, lên có bằng tay. Dừng kim dây khi chỉnh giờ, anh em mở ra hai nấc chỉnh giờ, kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ lịch ngày, anh em vặn góc 12 giờ, lịch ngày không nhảy thì đang giờ buổi chiều, anh em lưu ý một chút nhé. Dụ đây là khoảng 5 giờ chiều chẳng hạn, đóng lại kim dây chạy bình thường. Và chỉnh lịch ngày, anh em mở cái núm ra một nấc, vặn ngược chiều kim đồng hồ, chúng ta chỉnh lịch ngày. Sau chỉnh giờ lịch ngày xong, em đóng lại kiểm tra cẩn thận tránh vừa núm nước vào. Mức chống nước của dòng sản phẩm này là 50m thì có lượng thường ngày của anh em đi mưa, rửa tay và rửa xe thì rất là thoải mái. Chỉ lưu ý anh em là không mang đồng hồ chúng ta đi bơi, tắm nó lạnh mà tắm xuống hơi. Thêm một cái điểm lưu ý nữa, khi mà chúng ta sử dụng đồng hồ có chất liệu là dây da thì cái chất liệu da này nó rất là kỵ nước. Nên trong trường hợp mà trời mưa to quá hoặc là hoạt động tiếp xúc nhiều với nước thì anh em nên cất đồng hồ đi, tránh để cho phần dây ngấm nước vào, gây mùi rất khó chịu và có thể nhanh hỏng dây hơn. Với mức giá bán hiện tại bên em có sẵn một chiếc FC 303 này với mức giá bán cực kỳ tốt, chỉ là 18.990.000 đồng. Và nếu anh em thích chiếc này có thể liên hệ với lại Sashimi Authentic thông qua số điện thoại em để phía bên trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện thoại nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của Sashimi Authentic. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.